Vâng, xin chào các bạn. Để trở lại với lại channel của mình. Mình là Nhân đây. Thì lần này mình đến với video này thì mình xin giới thiệu cho các bạn phiên bản mới của phần mềm Wondershare Filmora. Phần mềm làm phim đơn giản mà rất là chuyên nghiệp. Và phiên bản lần này là 8.5. Các bạn xem. Phiên bản 8.5 đã cập nhật. Và điều mới ở lần này đó chính là phần chống rung camera. Chúng ta sẽ nhận được cái xử lý chống rung của cái phần mềm này là khi mà mình quay video mà rung hay là gì đó mình thấy không hài lòng thì mình có thể vô đây mình xử lý cái chống rung này. Cái này rất là hay ở phiên bản lần này và nó có nhiều cái tinh chỉnh hơn. Và mình xin giới thiệu, mình mở cái phần mềm này lên phiên bản 8.5 cho các bạn coi. Vâng. Đây là giao diện mở đầu của Filmora và cũng không có khác gì nhiều. Mình sẽ vô phần full feature mode. Và đây là giao diện chính, cũng không có khác gì khác biệt nhiều. Mình sẽ giới thiệu về cái phần chống rung cho cái video clip trong phiên bản mới lần này. Ví dụ mình chọn cái clip này chẳng hạn, các bạn bấm chuột phải vào video thì sẽ có xuất hiện cái phần là video stabilization, là cái này chúng ta sẽ chống rung video. Và đây là giao diện chính. Trong giao diện chính này thì chúng ta sẽ có phần cắt video, chọn lựa những đoạn mình cần chống rung. Đấy, rồi mình có thể play. Rồi mình có thể chọn, và phần này là cái link mà mình sẽ xuất cái video mình chống rung ra. Và chỉ cần mình bấm click to stabilize là nó sẽ chống rung thì chúng ta thử, xong rồi chúng ta sẽ sell. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Ví dụ như mình lấy cái video nào rung rung xem thử. Và mình xin giới thiệu một số điểm mới của cái phiên bản lần này, đó là sự sắp xếp các effect ở trong cái phần các transition filter and overlays. Nó sẽ sắp xếp theo những cái chủ đề đặc biệt, và những cái effect này mình sẽ giới thiệu cho các bạn để mình làm những video theo những chủ đề đặc biệt. Ví dụ như chủ đề về du lịch hay là đám cưới hay là kỷ niệm gì đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những video lần sau. Rồi, xin chào các bạn.